Xin chào quý anh chị và các bạn. Đây là chiếc quạt mini 12V và hẳn là quý anh chị và các bạn không còn làm lẫn gì với chiếc quạt này. Và nó đặc biệt rất là hay đối với những anh em mà làm nghề dịch vụ. Bây giờ tôi sẽ kết nối nguồn 12V với nó để xem cái tốc độ quạt của nó như thế nào. Bật số 1. Cực mát luôn. Quay ngược lại được, quay lại được. Hoàn toàn độc lập.